Chào bạn, người gia dụng nhà Việt xin giới thiệu bạn chiếc kệ để vung của hãng Ecoco. Đây là chiếc kệ đa năng, chúng ta vừa có thể để vung hoặc là để những cái vật dụng gì cần treo chẳng hạn, treo ở đây, hoặc để vung, để chảo vân vân, hoặc là để thớt. Cái kệ này là kệ gắn tường, chúng ta sẽ gắn tường bằng những cái miếng dán. Có mã sản phẩm là E1813. Ecoco được biết đến là cái hãng chuyên sản xuất những cái đồ gia dụng có thiết kế rất là tối ưu và đẹp. Sản phẩm này cũng không ngoại lệ, chúng ta sẽ được tặng kèm một cái miếng dán, miếng này sẽ dán vào tường. Các bạn sẽ dán xong rồi phải để khoảng 12 tiếng sau thì mới dùng lại được, để cho chắc chắn. Đây là cái kệ dán tường chúng ta. Khi dán xong nó gài lên thì cái này sẽ được treo trên tường. Và ở dưới này chúng ta sẽ gắn các cái móc, có 4 cái móc để bạn có thể treo đồ ở đây. Thế còn trên này chúng ta có thể để được cái vung nồi, vừa khít để bạn đặt vung nồi đây. Khi mà bạn đang nấu, bạn sẽ đặt vào vung, đặt vung đây, rất là tiện. Hoặc là để những cái vật dụng nào mà phù hợp thì bạn đều để vào đây hết, treo lên tường. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái kệ để vung này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.